Thưa quý vị, nhận ra điều bất thường, người gác chắn tàu hốt hoảng chạy về phía ngoài, sau đó cảnh tượng hãi hùng xảy ra. Tối ngày 28 tháng 7, tại vị trí cắt giao giữa đường sắt và đường Phạm Văn Thuận thuộc phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, đã xảy ra vụ tai nạn thương tâm giữa xe bán tải và tàu hỏa, khiến nhiều người thương vong. Cụ thể, khoảng 20 giờ 30 phút ngày 28 tháng 7, khi có tàu hỏa sắp đi qua, hai bên đường Phạm Văn Thuận gác chắn đã hạ xuống, các phương tiện đều dừng lại. Lúc này, chuông báo đường tàu vang lên, nhưng từ con đường cặp bên hông đường ray nằm trong gác chắn, chiếc xe bán tải màu trắng bất ngờ lao ra và rẽ trái băng qua đường ray. Đúng lúc đó, tàu hỏa cũng vừa đi tới tông mạnh vào phương tiện này. Tai nạn khiến hai người tử vong tại chỗ, trong đó có một bé trai khoảng 13 tuổi, ba người khác bị thương được đưa đi cấp cứu. Tại hiện trường, ô tô bán tải bị đẩy văng khoảng 10 mét và biến dạng, vỡ vụn. Đến hơn 22 giờ ngày 28 tháng 7, đoạn đường sắt qua đây được thông tuyến. Theo người chứng kiến, lúc tàu gần đến, nhân viên đã hạ hết gác chắn chuẩn bị đón tàu. Thấy ô tô bán tải lao ra, nhân viên trực chốt thổi còi liên tục ra hiệu dừng xe nhưng không được. Sau va chạm, chiếc xe bán tải xoay vòng tông vào một nhân viên thu gom rác. Người trên xe bị hất tung. Cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ về vụ tai nạn nghiêm trọng này.